Thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, thực hiện công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, huyện Lâm Hà đã triển khai nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, trong đó cam đường canh là loại cây trồng triển vọng ở địa phương. Sau khi được thử nghiệm thành công tại xã Đan Phượng với diện tích là 6 hectare, hiện nay ngành nông nghiệp huyện Lâm Hà đã phân bổ nguồn vốn ngân sách địa phương là 250 triệu đồng để triển khai nhân rộng mô hình cam đường canh tại 16 trên 16 xã thị trấn của huyện với diện tích khoảng 15 hectare. Ngoài hỗ trợ nguồn vốn, bà con nông dân còn được tập huấn chuyển giao về kỹ thuật, quá trình chăm trồng, chăm sóc cũng như tham quan các mô hình đã được triển khai hiệu quả. Theo đánh giá của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, sau khi nghiệm thu đề tài cam đường canh, thì huyện Lâm Hà là một trong những địa phương của tỉnh có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp cho loại cây trồng này. Việc nhân rộng mô hình cam đường canh sẽ mở ra một hướng đi mới cho bà con nông dân trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm nghèo bền vững ở địa phương.